đẹp. Đó thì có phải lồn rồi. It's always a good time for Slav Polka. Bầu luôn. Ok không? Ok. Ok sao đi sao? Đấy rồi, làm luôn đấy. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại là mình đang có mặt ở một trong những cái Sky Bar mà mình tin là có view đẹp nhất tại Hà Nội. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên mình order một cốc cocktail như này mà lại có một cái hình dáng vô cùng là đặc biệt. Đấy chính là ở trong ấy, đây các bạn có thể nhìn rõ là có một cái cốc tên là Fruity, nhưng bên ngoài lại có một cái bình như là bể cá. Thì mình rất là tò mò không hiểu tại sao mà chủ của cái Sky Bar này lại đặt cho một cái tên là Fruity với một cái hình dạng đặc biệt như vậy. Thì hôm nay đang có anh Dũng Kê ở đây sẽ giải đáp cái thắc mắc này cho mình nhá. Ok, trước là xin chào Duy. Mình rất vui khi được tham dự cuộc phỏng vấn của Duy. Thì mình nói cũng ngắn gọn qua một chút về cái cocktail Fruity này. Cocktail Fruity thì được làm một loại rượu nền là Aperol đến từ Ý. Và cái loại rượu này rất là phù hợp cho cái mùa hè. Cộng với bên trong cái ly cocktail này có những cái thành phần nước hoa quả, ví dụ là nước đào hoặc là nước cam, nước chanh, rất là tươi mát. Và để làm sao cái ly cocktail này nó được tươi mát hơn thì mình đã để trong một cái bowl có rất nhiều đá và mình trang trí rất nhiều loại hoa quả. Thì cảm giác khi khách hàng đến đây thì sẽ cảm giác một cái không gian rất là tuyệt vời, rất là cool, rất là mát mẻ. Thì đấy là ý nghĩa của ly cocktail Fruity này. Thì mình rất là vui khi mà chia sẻ được cái câu chuyện nhỏ như này. Thì mình hy vọng là các bạn đến đây thì các bạn sẽ được thoải mái, được vui vẻ, mình nói chuyện với nhau. Rất là cảm ơn ạ. Cảm ơn anh. Sau khi mà hiểu thêm về cái cocktail này thì hy vọng là mình sẽ thưởng thức về cái tinh thần là tốt nhất. Xin cảm ơn Dũng Kê rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn anh. Quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng cố gắng